Xin chào tất cả mọi người. Ngay ngày hôm nay thì Trọng Thư lại tiếp tục chia sẻ tới quý khách hàng về hạ tầng của BKMX, những cái nhà phố cực kỳ đẹp đã được xây dựng lên và đối diện là khu công nghiệp nha, đối diện là khu công nghiệp và trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng đã được xây dựng lên tại khu vực này. Chúng ta có thể thấy một đô thị cực kỳ thông minh, một khu đô thị hiện tại là đẹp nhất Bình Phước và hiện đại nhất Bình Phước. Về hạ tầng thì được chủ đầu tư nổi tiếng nhất Việt Nam về phát triển công nghiệp và đô thị là chủ đầu tư BKMX đang được xây dựng hạ tầng, cây xanh thì trồng chuẩn Singapore, đường thì chúng ta được quy hoạch đường nhỏ nhất là đường 16m nha cả nhà, và trung bình là 20m, 22m, 32m, 40m và 50m. Và trục đường Trọng Thơ đang di chuyển là trục đường 25m. Trục đường này có lộ giới 25m, lòng đường 15m, vỉa hè mỗi bên 5m và ngăn cách giữa công nghiệp và đô thị đây ạ. Và trục đường tiếp theo là trục đường D1 rộng 50m nối từ trạm thu phí Trân Thành tại quốc lộ 13 đi thẳng về trung tâm thương mại tại đường Hồ Chí Minh và về quốc lộ 14 chạy thẳng lên Đồng Xoài, Bắc tỉnh Tây Nguyên. Đây ạ, đây là giao lộ giữa đường D1 và đường N11. Đường D1 này chạy thẳng hướng này, chúng ta sẽ ra trạm thu phí Trân Thành tại quốc lộ 13 và chạy hướng này chúng ta sẽ về Đồng Xoài và các tỉnh Tây Nguyên, và đường này chúng ta cũng ra được đường Hồ Chí Minh. Với một cái quỹ đất rộng và phát triển công nghiệp bằng phẳng để đỡ tốn chi phí san lấp mặt bằng tại Trân Thành, Bình Phước, thì BKMX đã lấy cái quỹ đất này là 4.600 ha để phát triển công nghiệp và đô thị. Thì đây là một vùng đất cực kỳ đẹp và tiềm năng, sau Bình Dương thì có Bình Phước, và Bình Phước thì có địa thế là giáp Long An và Đắk Nông và Bình Dương. Đấy, cho chúng ta thấy một cái tiềm năng phát triển mọi mặt để sánh tầm với người anh trai là Bình Dương. Và tiếp theo những trục đường như là cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành, cao tốc Gia Nghĩa Trân Thành cũng đang được đồng loạt triển khai để cho vào hoạt động năm 2026 và bắt đầu đã giải phóng mặt bằng để chúng ta bắt đầu làm rồi nha cả nhà. Khi quý hàng quan tâm những cái vị trí đất trong lõi khu nghiệp như thế này thì hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để bên dưới nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.